Ngày 24 tháng 6, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an Hà Nội và các cục nghiệp vụ Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Cấn Thị Thêu, sinh năm 1962 và Trịnh Bá Tư, sinh năm 1989, cùng trú tại xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 quá trình bắt khám xét cơ quan công an đã thu được một số đồ vật, tài liệu là một số cuốn sách cẩm nang nuôi tù, phản kháng phi bạo lực, đặt bàn tay lên Việt Nam, chính trị bình dân. Các cuốn sách trên đều của Phạm Đoan Trang, một số tài liệu viết tay có nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống nhà nước của các đối tượng, hơn 10 đĩa CDC, DVD, USB, 3 điện thoại di động. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.